Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được bố cục thành 3 điều, gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, đa phần các đại biểu thống nhất sự cần thiết phải ban hành nghị quyết quy định về mức học phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng nên trình bày một số danh mục cho hợp lý, điều chỉnh giảm mức học phí. Trong đó, miễn giảm học phí cho học sinh tiểu học thì cũng nên xem xét miễn giảm học phí đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở để tránh tình trạng học sinh bỏ học và phải vận động học sinh đi học. Xây dựng mức đóng học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trong cả một giai đoạn, chứ không nhất thiết xây dựng một năm. Đưa mức thu học phí về mức sàn theo Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Cần làm rõ một số nội dung thống kê các ý kiến của các cơ sở giáo dục công lập, trung tâm giáo dục cá nhân, đơn vị thu học phí. Cần bổ sung và cung cấp số liệu về kết quả thu và thất thu học phí, nguyên nhân không thu được học phí. Phải đưa các đối tượng miễn giảm học phí vào nghị quyết, v.v. Những đóng góp ý kiến của các đại biểu đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp thu tổng hợp để trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.